Với số lượng chiến đấu cơ kỷ lục, cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc ở gần đảo Đài Loan hôm 13 tháng 4 rất có thể là lời cảnh báo cho một cuộc xâm lược vũ trang tới đây. Trong một bài báo đăng ngày 13 tháng 4, hãng thông tấn thời báo Hoàn Cầu do chính quyền Trung Quốc kiểm soát tiết lộ các cuộc tập trận của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. TLA hôm 12 tháng 4 gần đảo Đài Loan rất có thể là một cuộc tập dượt để chuẩn bị cho việc Trung Quốc sẽ chiếm lại quốc đảo này bằng vũ lực. Như những gì mà chế độ Trung Quốc vẫn luôn công bố trong nhiều năm qua, trong một tuyên bố chính thức, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan khẳng định quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng nhận dạng phòng không Anifan Identification Zone, ANI của quốc đảo này khi Trung Quốc đã điều động đến 25 chuyên cơ chiến đấu tới đây. Báo bờ Zpat cho biết, thời báo Hoàn Cầu khẳng định TLA đã huy động số phi cơ chiến đấu lớn nhất để thực hiện cuộc tập trận này, cho thấy dấu hiệu của một hoạt động thống nhất bằng vũ lực tới đây. 25 chuyên cơ này bao gồm 2 máy bay tác chiến chống tàu ngầm Y-8, 1 máy bay cảnh báo sớm KJ-500, 4 máy bay chiến đấu J-10 và 14 máy bay chiến đấu J-16 và 4 máy bay ném bom H-6K. Theo truyền thông của Đài Loan, lượng máy bay chiến đấu J-16 là một loại phi cơ chiến đấu hạng nặng, cao kỷ lục so với các cuộc tập trận của PLA trước đó. Trao đổi với thời báo Hoàn Cầu, bình luận viên truyền hình kiêm chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Hong cho biết, cuộc tập trận có thể là một cuộc diễn tập kế hoạch tác chiến của PLA trên đảo Đài Loan và quân đội Trung Quốc có thể chiếm ưu thế trên không, tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển, bao gồm cả tàu chiến của các nước ngoài can thiệp. Hãng tin này cũng khẳng định, cuộc tập trận này cũng là lời cảnh báo rõ ràng của Trung Quốc gửi tới Đài Loan và Hoa Kỳ vì khiến căng thẳng leo thang trong khu vực thời gian gần đây. Báo bờ Zpat nhận định, cuộc tập trận này là lời đáp trả trực diện của chế độ Trung Quốc đối với việc tân chính quyền Mỹ đã ban hành một bản hướng dẫn mới hôm 10 tháng 4 nhằm tăng cường mối quan hệ với quốc đảo Đài Loan. Phát ngôn viên Ned Price của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, các hướng dẫn mới nhằm khuyến khích giao tiếp giữa chính phủ Mỹ với Đài Loan phản ánh mối quan hệ không chính thức ngày càng sâu sắc. Ngoài ra, theo yêu cầu của Tổng thống Biden mới đây, cựu thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Kirsten Dunst đã đến thăm Đài Loan vào ngày 14 tháng 4. Đây là phái đoàn đầu tiên của Mỹ đến thăm Đài Loan kể từ sau khi ông Biden lên nhậm chức, trong đó bao gồm cựu Thứ trưởng Ngoại giao Richard Amita và James Stivert. Việc Hoa Kỳ và Đài Loan liên tục thúc đẩy mối quan hệ song phương không chính thức đang ngày càng khiến Trung Quốc ngứa mắt. Báo Reuters đã dẫn lời của Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc nhận định, chính phủ Đài Loan và những người ly khai đang thông đồng với các thế lực bên ngoài, ám chỉ Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Phát ngôn viên Marcia Wang của văn phòng này nêu rõ, việc quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận thực chiến eo biển Đài Loan là một hành động cần thiết để giải quyết tình hình an ninh hiện tại ở eo biển Đài Loan và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Trung Quốc vẫn luôn đơn phương tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Tuy nhiên trên thực tế, quốc đảo này có một hệ thống chính trị độc lập theo chủ nghĩa dân chủ, trái ngược hoàn toàn với chế độ độc tài hiện đang cầm quyền tại Trung Quốc. Ngoài ra, quốc đảo này có hệ thống tiền tệ và quân đội riêng của mình, tách bạch hoàn toàn với Trung Quốc.